xăm lên chứ. Come on.
chức, chúng tôi đang chỉ 19 giờ. Vậy đây là giờ cô dâu và chú rể ra mắt tới toàn thể quý vị quan khách có mặt sau buổi tối ngày hôm nay. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời chú rể Văn Thịnh Sánh Thuyên cùng với cô dâu Khánh Văn sẽ cùng tay trong tay bước lên đế đài đăng quang hạnh phúc của mình đi ạ. Xin được trân trọng và kính mời ạ. Đêm muôn sắc màu hoa tận giữa khói đêm này, kính thưa quý khách quý thân tình cô dâu và it felt like I knew that I always loved you. From the moment I heard your name. Anh quý đi ạ, xin được trân trọng và kính mời ạ. Một lần nữa xin mời chú rể, quý vị sẽ cùng nổ một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón sự diện của cô dâu và chú rể và hai bên gia đình chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay nữa. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt, thật sóng sánh không ạ. Và xin được trân trọng cảm ơn tới chú rể quý vị khách quý rất nhiều. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, các cụ ta ngày xưa thường có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, yêu nhau nên nghĩa tình vợ chồng. Bởi vậy hoa đến thì hoa phải nở, đò lấy bạn đò phải sang sông, văn nên duyên văn phải lấy chồng, lấy chồng lấy vợ là quy luật tạo hóa con người đặt ra để duy trì nòi giống và phát triển tương lai. Bởi vậy ngày hôm nay được sự nhất trí của hai bên gia đình và sự đồng tình của chính quyền địa phương, trung tâm tổ chức sự kiện Kim Ngân cùng với MC Doãn Đồng Hà Thêu, cùng với nhà quay phim chụp ảnh YouTuber Mường Lầm TV đã được trở về với miền quê hương thân thương và chiều mến, cùng ban tổ chức long trọng đoàn báo tin vui chương trình đại lễ thành hôn, hôn lễ của chú rể Văn Thịnh Sánh Thuyên cùng với cô dâu Khánh Vân xin được trịnh trọng tuyên bố chính thức được bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt quý vị ơi. Thân mến, quả thật là con người thì có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Cây có cội mới nở cành xanh lá, nước có nguồn mới bể lặng sông sâu. Mà lên non thì mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao sinh thành. Và qua sông thì phải có bến có đò, làm cha làm mẹ thì phải có đôi lời dẫn câu. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời một bác đại diện bên gia đình nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn và trao dâu. Xin được trân trọng kính mời bác ạ. Cái con chứng chứ tôi cả sò dám chiếm tuyến ải tuyến lòng tuyến đung tuyến tà chiếm hào hà hợp tác các ngành chính quyền xá biển tuyến chu chầu thầu kế chu cuốn hông nó hơ quả té tánh bẩm tuyến chủ ủ hô nó ban âu việt bu ô mỹ hiên dần mỹ trắng tuyến xá bản nó trắng tản nó với ác chơi xin khai qua cả sáng bó sòng làn hông hơ cả sòng phá ải phú em ra ải tá em nay hơ cả nhân trùng trùng nhảy nếu hôm bốc mẹ à đó là nó là nếu hôm là xả lá em mà húng tùng tu hút tèm chuyển chỉ hiên bó xây sòn làn quanh hót trên nó bàn tòi hư là phần như em ải sáng làn trai không mà hứ là sáu hình sáu qua lại tỉnh đại hiện đấy làn khỏe không nè và lại phủng lại lô sắc cuộc mương ba sơn là lại huyền tệ sáng làn những không mà ai à ai ấy nó hư bùn phản nòng ở phố xe mết đâu vì vấn đề nào hai chứ bà con là đi xin này em sống phải nhỏ sư ở làm ngủ mô tô ải thầu hôm nay ở đúng ta có môn chôn mới lo ả nòng có bưng cắn trẻ ma xuống hả giảo bình tô bình mẹ ải em sống phải tà nay chẳng phải sao hả bò quam sò đấy sổ ổ bự bót bên tan xin sang bó này của em già quang hoa sư nê nhắc ẩu trở lành về con ẩu trẻ lón phải mơi ải nòng hao thú lại na đúng tả hao thú lại bản phủng bản thú lại mương chẳng nào cần tốt về bang cản bang nòng bang na bang sử bang quán thấy năm nữa sủng sửa đi vì hô kiểng cứ là mi năm đầu bia chế khoáng nó mi là mốc quẩy mà sao lẻ mi mang em mà sao tuổi cứ là mi tuổi rất ăn kín mắt bắt lạp ăn kín cưng không hút tay bổi xin mà khai đi so chúc ơi song phái ải hồng tà tai phú gia chúc phật cảo hẳn khăn mạnh hứa là đơn chơ phật cả hứa là đẩy quyền đi rú sáng phật cả rú hình tán bi diện
và cả duyên kinh tiền hàng nghi ngắn rào. Chúc các bà phụ lòng duyên bản dễ bì nê, chúc em bản hướng đi sáng nê, em già nê. Và coi nó bình sẵn tua kính nào xảy, và nhớ lại chấp hay bình hướng già. Phở có bố bản hơi thái bệnh hàng nghi sủng mà. Chứ là ai ta là tàu đông yên, chứ lại mắc về non giảm nê, ai nông nê, con tao khát nê nê, ai phụ em già nê. Xin chân trọng cảm ơn những lời phát biểu không dài và không ngắn, rất là đầy đủ của bác đại diện bên trên nhà gái chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, để đáp lại những tình cảm chân thành đó thì ngay sau đây cũng sẽ được trân trọng kính mời một bác đại diện bên trên nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu cảm ơn và nhà dâu. Trân trọng kính mời bác ạ. Trương Viên Đồng Hoàng Sưởng muốn đi mưa muôn sòng ngàn nó có bà mới nọ để hiện to Viên Đồng lúc bản đắc có má cần đấy chúng ta giữ tăng cày có tàu chậu Viên Đồng đừng những má thòng cần đấy hiện to của những chân sơ phần hài của trái chân sơ phần sưởng có là nồi chân sơ phần láng có một số bó tông làng cỏ ma tê na khay khỏi của chiếc sò tàng nả tăng gân trai của bà mới của chiếc sò tốt nả hít cùng khóc lên nưng bà hè băng sử hít chiếc bỏng băng sửa không chiếc sầu hít bầu bỏ những súng hít cú bốn những tàm của bà mới nọ khỏi sò tàng nả tăng gân trai tốt nả hít cùng khóc lên nưng tốt tiền đất che chiếc tiền cài tốt hít chiếc hí lại cài quá khỏi chiếc tốt cá na cơn mà bản cùng thứ nước bên đồng nơi chiếc nồi nam trợ khỏi đặt nơi sang lô đàn thấy nồi mới hăng mất trận tà nai có chất xin ngọ o đi đồ nội ỏi hạc có chất nước sùng trùng nhớ nhớ cả mà bàn chân mấy em thế này kiếm khẩu nó na kiếm tà nó nằm đầy khẩu chấm mày hà để bà chấm mắt bọn mẹ con ủng ở nồi khẩu cuộc phảnh to thế na xong ơi chân lầu mày đầu chấm cùng đường con được thích nhớ con nhớ tiếng đúng sùng tiếng bà nhớ tiếng đúng sáo hà phả nhớ tiếng bà thứ sáo hà hơn cơ bà mấy chân làn hâu còn chẳng mày uống bài tẩy chào sùng khát giảng sai tự ốp uống một nửa quần hai chào mòn bên xào tay mũi chân lẽ chân ngắm tà tại ốt xào tay thành chân ngắm tà nà ha bà số bà ỉn tà có bà khát chân và làn trái khỏi chân bà xin lẽ pin nồng lên vẫn bà hề bà bà lệ bánh tê ai tê bất đánh bất đánh hơn củ nồng ấy bê là ổ nồng tê đánh bất đánh hơn kín ai mà bánh sơ xích quần quả ai mặc là ổ nồng sơ xích pha là nén thèn quần tuống cho bà mới nó thả ra xích mày nó hang mày bầu sắt má hà mày ba sắt má xuống cho mày khẩu ú xuống hùm hân tê na xuống ơi cho nên có trắng ba mới lấy quá chui trong cấn số ảo này quá báo quá xào cấn số bò số mè cấn số lúc cò chào cấn số ảo cò bồm sau đó là hóc mặc phủ lắc mặc nắm mặc quân chút trầm mặc nặng có trắng ổ số nãi xài làm mặc khẩn hơn chân số đến cầu bất giả tô bất tăng phủ phạt với banh có một phần sắc mạnh cái lùa phù hợp bánh này khẩn do lượt đu của bà mới tép bị cả hài con các bà bố giá của những hoàn cảnh có hẳn mất của bà mới hay như nãy hiệp cũng không có mẹ ơi có má khẩu đi pin đi sang cô sang giá cả kiếm má hà lại căm phát đồng nó sang một hoa bên sân qua cả trắng bên trên tổng tàn bắn khẩu xuống bò xuống mè xuống đúng xuống tả tăng bản ngựa của bà mới hai bà bú lệ hà tả nai để súng ở trắng đấy sổ họ tả hà nai cả trắng tả nai hạc bánh cả vùng súng khá đồ tẩu mát xuống cú xuống già mát xuống lên tên hơn của bà mới mưa đi bắp bì bưng nòng hâu ở cạnh khảm cổ nòng xích phu mai về bao lùi sòn làn hâu đeo tả nai mới mát tôi đùn tôi lằng nắm lấy ba bộ lùi sòn làn hâu tam tổ lẩy cánh tam tổ mỹ có tổ cho mỹ nải hết vùng không nhưng thầu nhưng bên đi nhưng pi nhưng nháo chân sang lại lắm khó chờ mon mới nơi chung pome chung phủ chung quân nơ bác đại diện bên đình nhà trai chúng ta ngày hôm nay mời đến xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng nổ một tràng tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng cho bên gia đình được không ạ? Vâng, trân trọng cảm ơn tới toàn thể quý vị khách quý rất nhiều. Kính thưa quý vị khách quý thân mến và liên tục chương trình sau 10 tuổi ngày hôm nay xin được trân trọng kính mời đại gia đình hoàng tộc họ nhà trai chúng ta sẽ có những món quà yêu thương món quà ý nghĩa để tặng đến cô dâu và chú rể sau 10 tuổi ngày hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời anh chị Sơn Hạc cùng với gia đình chú Phước Thần cùng với gia đình chú Quy Thông sẽ cùng trở về với sân khấu. Chẳng sáng lù hơn nào cả cùng.
ngâm một ai em nhớ hay luôn nỡ vinh phồn tặng cầu khá lâu bền bờ hơn sau là em ơi mong con phố ra chờ lì phố học phố bánh nhà dẹp lũ em khổ lại chưa mi qua mài ước chờ coi gió lâu nỡ bay ươn phùa nhà mỏm nỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trang kín răng đi nóng cơ chi thân ai à nồng cầm dù cốn liêu hé lấy vợ vài và mì chờ ai hàng nồng ai mà dù giang nồng ai hàng nồng nhưng ai tha lấy nồng bên sao ai hát lùa dệt vía nồng hờ ai ai êm nồng sông chờ mưa nỉ lại hên ai giết hờn
nắc nong hằng liều ngắm thân nong chu mờ chờ dàn nong bầu hắc bầu và cặp chàng dệt trang kín sang đi nóng cơ chi thân ai à nóng cầm dù cốn liêu hé lấy vợ và in và mì chờ ai hàng nóng ai mà dù giam nóng ai hàng nóng ai tha lấy nóng bên sao ai hát lùa dệt vía nóng hờ ai ai êm nóng sông lấy hót chơi bò nồng